Và đây là các chàng trai của người ấy là ai hôm nay? Dễ thương quá. Sao sao sao? Hôm nay menu thế nào? Menu hôm nay độc lạ đó nha. Cưng quá à. Cái ông mùi dưới ông cười tươi. Hiền lành như bộ. Dễ thương lắm đó. Dạ Giang nghĩ sao? Em thì thấy Việt kiều Canada thì thường là dễ thương nha. Kỳ á. Hả? Ủa là sao? Chưa có quen ai Việt kiều Canada hả? Ý là thường là mình thấy như vậy họ thật thà đó. Sao á? Thân thể bàn em. Anh đó là em đó. À em, à, vừa biển. Không, không chọn cho người ta, không phải cho mình. Em thấy là khá là dễ thương. Nhưng khi mà biết công việc của anh ấy là tiếp xúc với trẻ em á, với mèo là anh ấy là người của gia đình. Cái ánh mắt của anh khi mà anh bước ra nãy á, anh nhìn em rất là chân thành. Vậy sao màu việc? Một người mà đến đây với mục đích rõ ràng mà tự tin, không sợ ở nhà có vợ hay bồ phá thì chắc chắn phải là độc thân thôi. Bột màu xanh xanh. Sao cô giáo? Đang thắc mắc thôi, tự nhiên em vợ bồ đang chỉ phía bên đây. Không, em ví dụ. Ờ đúng rồi, dạ. Né chỗ anh ra tới xíu. Mấy người sao? Ông đưa màu tím tôi xỉu liền luôn á. Thiệt, thề luôn á. Anh định trai. Sao vậy? Người ăn trai của em. Nghe cô giáo phân tích nè. Đầu tiên, cái điệu bộ ảnh đi ra tôi bắt được liền. Có một cơn gió thoang thoảng. Nó hơi tiêu vèo. Cái thứ hai về thần thái. Không phải thần thái em, nó gọi là tướng học á. Nhân tướng học. Bình thường mà mấy người nào mà râu qua nó mà nhiều như nè, là hay có cái xu hướng theo hướng đó lắm. Giống như mình không có râu nhiều nè. Em thấy anh không có râu. Không không, lúc mới gặp anh là em nghĩ anh vậy nè. Vậy nè. Thì đó, em hiểu vấn đề chưa? Mấy người mà nghĩ như vậy thì nó không phải như vậy. Mà mấy người mà râu riêng nhìn men dữ dội cái kiểu dễ có xu hướng ngược lại anh lắm. Vậy là anh thêm màu tím. Một màu nâu nâu. Một màu tím tím. Màu nâu tím mắt em tôi. Ôi đẹp dịu dàng. Tại anh có để ý, anh thấy anh đánh boxing á. Nè, có một cái con người đánh boxing và cũng hay cập nhật Facebook mỗi ngày, đó là Ngô Kiến Huy. À vậy hả? Tôi muốn chết luôn á. Sợ lắm nhưng mà vẫn là đàn ông đó. À thấy nó ngã màu rồi em ơi. Đối với em Huy là màu hồng, nó hơi tái chút xíu. Tím tái. Tím tái. Hồi nãy anh thấy cái đoạn đánh boxing là hơi tím đúng không? Hơi tím. Em cũng thấy như vậy. Vấn đề là em nghĩ là chương trình gài. Hồi nãy em để ý cái cú né đó. Thì những người mà phải tập thường á mới né được như vậy. Không có đâu, tập thường người ta nhăn lắm chị ơi, không có vậy đâu. Mọi người ơi, người ta là cái người chơi cái gì con quen rồi mà. Đúng con ngay chân. Sao không có lẽ là đúng không? Giang. Ý em có nghĩa là khi mà chơi trẻ con là bị liệu suốt cuộc đời này luôn hả? À. Không được đâu anh Thành ơi, nói chuyện với người yêu. Em ăn anh, ăn đi, nó ăn anh nè. Anh sợ quá, sợ người ơi, anh sợ em á. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Ô, dễ sợ quá. Mục tiêu hiện tại của anh đến với chương trình này là nắm lấy lại cơ hội của 6 năm trước. Anh không đợi ý trời nữa, anh chỉ đợi ý em thôi. Nổi da gà nha. Phải là có gặp nhau 6 năm trước không em? Lúc mà ảnh bước ra sân khấu thì em rất là bất ngờ. Nhưng mà em nghĩ là đây chỉ là sự vô tình. Tại vì là em với anh này đã từng gặp nhau rồi. Dạ, nhưng mà chưa có nói chuyện nhiều. Thì em có gặp anh ấy trong một cái buổi phỏng vấn thi vào đài. Thực ra... Nói đi. Em nói trước đi. Nói đi. Nói đi. Nói đi. Em nói trước đi. Nói đi. Em nghĩ là có khi nào bạn này đã để ý Tú 6 năm rồi. Đúng rồi. Và có khi nào bạn này thi vào đài là vì Tú không? Câu đó là câu tôi định nói nãy giờ. Thảo xạo, cái gì cũng định đó đó. Tôi thề. Đúng rồi, bây giờ anh nói cái điều anh muốn nói tiếp theo đi. Anh đang phân tích đó. Bây giờ nói luôn cái điều đó rồi, nó không còn điều gì để nói nữa. Rồi qua người khác. Khoan nha, cái lúc đầu bạn này bước ra thì cái ấn tượng của em là bạn này nhìn rất là giống Gin Tuấn Kiệt. Đúng. Sau khi bạn này bạn kể một cái câu chuyện thì em nhìn cái ánh mắt của bạn này, em thấy có một cái ánh mắt dõi theo. Đây là một cái dã tâm đi theo cô này 6 năm. Trời ơi. Chân thành. Ờ, sử dụng dã tâm. Có sự chân thành nhưng cái ánh mắt đó là cái sự thiếu ngủ của đêm qua. Anh đã nói rồi, anh ta đang bật dậy, bật tung dậy từ giường. Em nghĩ là em cần phân tích về cái từ dã tâm để cho bạn đừng buồn. Dã tâm có nghĩa là tâm trạng. Dạ có nghĩa là đêm qua không thức trắng giả một đêm chứ không phải có ý nghĩa gì hết à. 6 năm trước em nghĩ rằng là bạn ấy tình cờ nhìn thấy cô gái này ở đâu đó. Nhưng mà trong cái lúc đó có thể là em đang đi với cả người yêu em rồi. Cho nên là bạn ấy cảm thấy rằng là ồ, định mệnh đây nhưng mà cô ấy có người yêu rồi. Không lẽ giờ mình phải hát lại bài tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm đã quen nhau. Gặp lại nhau mắt quen niềm đau, dường như
sau năm đã đến bên nhau. Có cách nào mà đừng có vỗ tay cho những cái câu hát như vậy được nữa không? Cổ suý người ta các cái số sau người ta lại làm tiếp. Nhưng mà thực ra là có thể là anh ta đã định bỏ cuộc rồi. Nhưng mà đến cách đây một năm á, anh ta lại gặp lại. Thì lúc đó anh ta biết rằng là nó chính là định mệnh. Dừng lại được rồi. Thôi rồi, tóm lại là anh này là đến đây là mà đã vượt qua bao nhiêu trắc trở như thế. Định mệnh ta gặp nhau như vậy, ánh mắt mất ngủ như thế kia. Thì Giang nghĩ rằng là anh này phải độc thân thôi. Em nghĩ là anh này độc thân luôn. Ra trải giường. Em không quan tâm đến cái profile của anh nữa. Bởi vì em thấy được sự chân thành của anh mà nó rất là tình cảm. Có giả tạm không? Không, em không phải là Hương Giang. Nhưng mà anh có một cái sự đó là quyết tâm. Và em móc cái bảng ra em mong, em rất mong em hiểu tình cảm của anh. Anh nói thật á là khi mà Trịnh Thông Vĩnh. Màu xanh của anh đâu? Trời, cái thằng này nó mù màu thiệt cái chứ. Mà nó còn tỏ ra nguy hiểm nữa chứ. Đang tập trung nói với em bé, có hai cái vấn đề để ý. Và em phải nhớ hai con này của anh. Bạn số 2 này là bạn bước ra sân khấu với một thái độ hồi hộp nhất. Cái thứ hai, lúc nãy anh Thành hỏi em á là trong đây 5 người em có ưng ai chưa để nói cho người ta vui. Và các em á là hiện tại chưa. Anh lít đảo sơ qua 5 bạn ở đây, một ánh mắt gượng buồn. Trời, có không? Anh để ý lắm. Tại sao lúc nãy buồn là tại vì biết không? Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Không có nha, không có nha. Dám dọn. Không có nha, không có nha. Em Giang ơi, gia đình của anh Thành không có cấm người ta được. Hồi nãy mới ra thấy phát mỗi đứa 50.000 rồi. Đúng rồi. Trời ơi, giờ nó không la là chút trừ lương sao? Cái gì nữa? Nhà tôi không đó. Nãy không nói, chưa có cảm tình nha. Thì lúc bạn này ra em đã thấy là rất cảm tình rồi. Nãy Giang khen dễ thương khi bước ra. Em phải nói để công tâm. Không, mọi người lại nghĩ em là con người vật chất. Không có phải là em nghe thấy anh nói là anh muốn bán bất động sản ở Phú Mỹ Hưng em mới nói là có cảm tình. Ngay từ lúc anh bước ra, nụ cười anh tỏa nắng. Em đã thấy là anh là một cái người rất là dễ thương. Giang nó có thể ngửi được mùi nhà đất từ đằng xa các anh ạ. Nhưng mà tại sao cái vẻ mà anh này toát ra nó lại cảm giác như sau cái chiếc đàn đó là một cái khung cảnh, một gia đình có vợ, có con cái, nô đùa luôn. Nụ cười hạnh phúc lắm. Hạnh phúc lắm, nụ cười mát nguyện lắm kìa. Thì em nghĩ rằng đó có thể là cái chuyện thật của anh. Hoặc thứ hai là anh nhận ra cái giới tính của mình. Ôi, nghe nó vừa nói xong cái anh gì nè. Con điên vậy. Có kiểu như là trời ơi, tao tưởng, tao đợi, tao tưởng nó nói cái gì. Thật sự em cũng tưởng là sâu sắc lắm. Nó đi Úc trong thời gian làm như nó ngồi trong túi con chuột nhiều. Nó bị ngộp. Bên cạnh cái đàn mà anh ấy ngồi phỏng vấn, nó có cái gì? Cái cây xanh xanh, lá thì xanh, lá cũng xanh. Chim đậu trên cành, chim hót líu lò. Đó là đó đó, hiểu không? Màu đỏ. Điên, ôi dồi Giang ơi, em điên rồi. Giang ơi, trong thời gian đi Úc anh có cú sốc gì không? Anh có cú sốc gì không? Nói em điên mất rồi, nói em phải quên đi anh. Nhân danh chị Khả Như đến từ quận 4 Bến Dân Đồn đang để ý em. Màu tím đúng không? Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông. Em nghĩ là màu tím. Anh Bình nói cái gì cho em cảm thấy là em tin tưởng được anh cô giáo? Anh nhìn theo cảm giác lắm. Những người đàn ông hay tìm thấy nhau á, kiểu là không phải nhận ra nhau. Không, tôi không chết mình rồi. Những người đồng hay nhận ra nhau. Giống như, ê, khỏe không em? Giờ đây đá banh nha. Ok. Đó, đó, kiểu vậy. Còn kiểu mà mình nhìn vô mình thấy không thủ đá banh được là mình có thể rủ đi chơi banh đũa được nè. Cái mắt của bạn đang nhìn anh nè, rất chiều mến. Anh nhận ra được điều đó rồi đó. Em thấy một cái sự khinh ra mặt luôn á anh Bình, anh có cảm có. Nhận không? Bạn cười rất chiều mến đi anh. Bây giờ vậy giờ em muốn anh chọn một tiếng giống em không? Muốn thì em phải nói giống anh. Anh Bình nói đúng anh Thành. Ừ đó. Đúng nhưng mà khinh. Thuận, sao đâm chiêu vậy em? Em đang suy nghĩ. Hay em đang đói? Tại vì sợ em đói rồi, nãy em nói em đói rồi, em tiếp tục đi. Có cà phê kết rồi, em không lo gì bây giờ. Trời thiệt chứ, ô bế nhãn hàng nữa chứ. Ô bế nhãn hàng đó nha. Ủa mọi người chọn hết rồi hả? Hai màu tím rồi đó. Thuận, anh làm ơn em tập trung vô chương trình. Em không phải là ý em đẹp, em muốn làm gì làm. Không phải, nãy giờ em rất là tập trung. Em không phải là em chỉ tới đây rồi em nói một cái về nhà tài trợ cà phê. Xong rồi em là anh lãnh lương rồi, em im lặng anh lãnh lương đi về đó nha. Đúng không? Trời đất ơi, mình làm việc phải có tâm với em. Mình lớn rồi lại lấy tiền nhà tổ chức làm gì nó mời mình tới đây chơi được, có lo uống ly cà phê xong mới ngồi đực mặt ra. Nói đi Thuận, nói đi, chị vẫn ở bên em. Mọi người sao vậy, ở đây em nhỏ nhất cho nên em phải suy nghĩ thật kỹ. Em đừng nói gì lứa tuổi gì ở đây hết. Em nói cho người ta suy ra tuổi anh chị rồi sao? Em nhỏ nhất cái gì trời, em to muốn nuốt thường cái sân khấu luôn. Cảm giác của em nha, bạn này có đã có chủ độc thân hay giới tính thứ ba gì thì cũng không hợp với Tú. Why? Trong cái clip á thì em thấy cái bạn này vẻ trẻ con cho nên là thôi em chọn đã có chủ. Có gì kỳ vậy trời?
Trời ơi, anh ơi, cái phân tích của em nó lạ quá à. Em thấy từ nãy giờ ai phân tích cũng rất là ngang ngược luôn á. Uống miếng cà phê kết chưa tỉnh táo lại nói chuyện tiếp với anh nè cưng. Em uống hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Chưa tỉnh hả? Trời ơi trời. Đón xem người ấy là ai mùa 2 lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.